Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ hôm nay. Và trong video này mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người một cái dự án về Matrixport, và đây chính là cái tài khoản thứ 5 của mình đã nhận được 21 USDC tiền thưởng từ cái dự án Matrixport nhé. Thì tổng cộng trong vòng gần một tháng vừa qua thì mình cũng đã nhận được, thứ nhất là mình đã nhờ anh em bạn bè tạo thêm cho khoảng 5 tài khoản để làm cái dự án Matrixport này. Với mỗi một tài khoản thì mọi người sẽ nhận được bonus là 21 USDC, và cộng với mọi người tạo một cái tài khoản là chính để làm rep, và mọi người sẽ tự tạo rep cho mình, và mọi người sẽ nhận thêm được là 20 USDC. Như vậy là chỉ với một lần đầu tư thì mọi người đã có thể nhận được lợi nhuận kép, đó là tổng cộng là 40 USDC. Đó thì đây là lần thứ 5 là mình đã rút được về cái phần thưởng từ Matrixport này nhé. Và một cái cập nhật mới từ Matrixport đó là cái việc KYC khuôn mặt nó đã thay bằng việc quét khuôn mặt, và bây giờ thì nó sẽ có cái nút bấm để quét khuôn mặt nhé. Tức là mọi người sẽ bấm chụp chụp thủ công. Như vậy thì cái khả năng KYC thì nó sẽ đơn giản hơn, nó không khó như lúc mới ra là nó quét rất nhanh khuôn mặt, nhiều khi là mọi người chỉ quét được nửa khuôn mặt thôi và sẽ không thành công. Thế còn có một vài trường hợp thì khi mọi người KYC thì nó sẽ gửi cho mọi người một cái mail để xác nhận lại cái thông tin của mọi người. Trong trường hợp mà nó chưa xác nhận KYC ấy, thì nó sẽ gửi cho mọi người một cái mail và một cái biểu mẫu, thì mọi người chỉ việc là điền theo cái biểu mẫu đấy. Tức là mọi người sẽ điền trên phần mềm Word, Excel gì đó, và sau đó thì mọi người sẽ chụp lại cái form đấy và mọi người sẽ gửi trả lời mail cho nó, thì nó sẽ xác nhận thành công KYC cho mọi người nhé. Rồi thì đây chính là cái phần thưởng và là cái tài khoản thứ 5 của mình, và mình đã vừa nhận được cách đây 10 phút. Thì lần trước là mình có cái tài khoản chính của mình có stake cái đồng LTC. Nhưng mà sau đó thì cái đồng LTC nó đầu tiên thì nó yêu cầu là 2,5 cái đồng LTC thôi. Nhưng bây giờ nó đã tăng lên là 4,5 cái đồng LTC, cho nên là mình sẽ chuyển sang là mình cứ dùng đồng DOG để staking ở trên nó. Thì cái đồng DOG này thì tính ra thì mọi người chỉ stake đâu đó khoảng hơn 100 đô. Hơn 100 đô trong vòng 8 ngày thì mọi người sẽ nhận được 21 USDC. Cộng với mọi người tạo được rep thì mọi người sẽ nhận thêm được cái 20 USDC, là tổng cộng là trong một lần đầu tư thì mọi người sẽ nhận được 40 nhé. Mọi người sẽ nhận được 41 USDC, một cái dự án khá là tiềm năng, khá uy tín nhé. Ok, thì nếu ai quen thật nhiều anh em bạn bè thì hãy nhờ mọi người đăng ký nhé. Ai có nhiều vốn thì mọi người có thể là staking nhiều tài khoản cùng một lúc. Thì ví dụ như mọi người có khoảng mình chỉ cần nói có khoảng 350 đô thôi, mọi người tạo hai tài khoản liền một lúc thì mọi người sẽ nhận được là 40 USDT 40 USDC sau 8 ngày, cộng với 40 USDC từ cái tài khoản mà mọi người tạo rep. Thế là tổng cộng là mọi người sẽ nhận được 80 USDC nhé, tương đương với 80 USDT. Mà trong khi đó thì mọi người chỉ bỏ ra có đâu đó khoảng hơn 300 đô. Hơn 300 đô mà trong vòng 8 ngày là mọi người đã nhận được rồi. Một dự án quá uy tín đúng không? Rồi ok mọi người, sau khi mà nhận được những cái phần thưởng này thì một là mọi người có thể là chuyển swap với cái đồng DOG này, hoặc là mọi người có thể là quy đổi luôn cái đồng USDC này ra, và họ USDC ra USDT, thì để tránh cái trường hợp nó bị xuống giá ấy, trong cái thời kỳ nó đang downtrend như thế này. Đó. Thì cái việc swap này thì rất đơn giản thôi, mọi người chỉ việc bấm vào mục wallet này. Sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào mục swap này. Đó thì ở đây thì mọi người sẽ chuyển đổi cái mũi tên này. Mọi người sẽ chuyển đổi cái mũi tên này nhé. Rồi. Đó, thì ở đây thì mọi người muốn chuyển đổi USDC sang bất kỳ đồng coin nào cũng được, hoặc là sang luôn cái đồng coin mọi người dùng để staking và mọi người sẽ rút luôn một thẻ nhé. Nhưng mà hiện nay cái thị trường downtrend thì tốt nhất là mọi người nên swap sang cái đồng USDT này để cho nó đảm bảo giá nhé. Còn lúc nào mọi người thích rút về thì mọi người rút. Ok chưa? Ở đây thì mình sẽ chọn confirm luôn.
Thế còn cái đồng Dog đấy thì mình sẽ rút về sàn Binance, để sau đó mình sẽ tạo thêm một tài khoản nữa và sẽ sử dụng chính cái đồng Dog đó để tham gia vào một tài khoản nữa và được để nhận thêm 40 USDC từ hai tài khoản nhé, một tài khoản chính và một tài khoản rep. Rồi, như vậy là mình đã swap xong nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành rút cái đồng Dog này về sàn Binance và sau đó thì mình sẽ tạo thêm một cái tài khoản nữa. Thì cái đường link đăng ký tạo tài khoản này, video hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản và KYC mình có để dưới phần mô tả, cũng như là video hướng dẫn cái cách rút cái đồng này về thì mình có để dưới phần mô tả nhé. Nếu mà ai chưa tham gia thì mọi người hãy tham gia ngay nhé, bởi vì tất cả các chương trình thì nó cũng có thời gian và giới hạn của nó thôi, cũng không phải là mãi mãi, nên mọi người hãy tranh thủ khi nó còn nhé. Ok mọi người, thì bây giờ để rút được cái đồng Dog này thì mọi người bấm chọn vào, sau đó thì bấm chọn vào withdraw. Rồi thì ở đây thì mọi người cần phải thiết lập này cái mật khẩu thanh toán này, email này, cái này là xong rồi nhé. Và mọi người sẽ thiết lập cái Google Authentic cho mình. Đó thì ở đây thiết lập Google Authentic thì nó sẽ có một cái mã Google Authentic, mọi người bấm chọn continue này. Sau đó thì mọi người sẽ copy cái mã Google Authentic này. Rồi và mọi người sẽ quay trở vào Google Authentic để tạo một cái mã xác minh nhé. Mọi người bấm chọn vào dấu cộng cho mình. Sau đó thì bấm vào thiết lập mã khóa này. Rồi ở dòng trên này thì mọi người sẽ đặt tên tài khoản nhé. Đó. Matrix. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ ấy luôn nào. Đặt cái email vào cho nó dễ nhớ nhá. Dưới này thì mọi người sẽ nhập cái mã khóa vào, sau đó bấm chọn thêm là ok. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ copy cái mã này. Mọi người copy cái mã này cho mình nhá. Cái mã authent và quay trở về, bấm chọn continue này. Rồi. Chọn. Rồi ở đây thì mọi người sẽ phải xác minh ở trong Gmail này. Thì mọi người sẽ mở Gmail ra để nhập một cái mã xác minh nhé. Ok này, mở mail ra lấy mã xác minh. Mọi người copy mã xác minh. Rồi, quay trở lại. Dán vào. Tiếp theo là mọi người sẽ ấy lại mã code ở trên Google Authentic. Thì cứ 30 giây thì trên Google Authentic nó sẽ thay đổi mã code một lần nhé, nên là mọi người sẽ phải vào lấy lại. Rồi quay trở lại và dán vào thôi. Chọn Submit. Ok, như vậy là đã xong nhé. Rồi chọn Got It. Rồi thì bây giờ ở đây mọi người sẽ thiết lập cái mật khẩu thanh toán cho mình. Tiếp tục là mọi người sẽ gửi một cái mã đến mail, bấm vào send và sau đó quay lại mail để kiểm tra nhé. Rồi mọi người copy mã này, quay trở lại. Mọi người dán cái mã code vào, chọn confirm. Nhầm mã code rồi. Đây, mã này mới đúng. Chọn confirm này. Wow. Rồi mọi người nhập lại cái mã code cho mình này. Chọn confirm. À, trên này quên mất. Còn cái dòng trên này thì mọi người sẽ nhập 6 cái số để tạo cái mật khẩu thanh toán nhé. Đó. Rồi sau đó chọn confirm. Ok, như vậy mọi người đã tạo xong nhé. Và bây giờ thì mọi người sẽ, mình sẽ lấy cái địa chỉ Dog ở trên sàn Binance, mình sẽ chuyển toàn bộ cái chỗ này về sàn Binance.
Rồi mọi người chờ chút. Thì cái việc rút này là hoàn toàn không mất phí nha. Đó là cái điều đặc biệt của cái sàn này là mọi người sẽ không mất phí trong vòng 1 tháng nhé. Đây, phí 0% này. Đó. Rồi thì bây giờ rồi mình sẽ quét địa chỉ VDOC. Ok, và bây giờ mọi người sẽ chọn mắc cho mình 2190 đốc nha. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào withdraw, mọi người nhớ chọn cái mạng đốc cho mình nhé. Ở trên cái sàn Binance mọi người cũng là chọn cái mạng đốc cho mình nhé. Rồi, chọn withdraw. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập cái mật khẩu thanh toán mà mọi người vừa đặt. Tiếp theo ở dưới này nó yêu cầu mọi người nhập 6 số cuối của cái căn cước công dân nhé. Thì mọi người sẽ nhập 6 số cuối căn cước công dân vào đây. Rồi, sau đó bấm chọn confirm. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ phải xác minh ở trên Gmail này. Rồi, sau đó quay trở lại Gmail. Lấy code trong Gmail. Rồi, sau đó thì sẽ lấy code ở trong Authent. Vào Google Authent. Rồi, chọn Confirm. Ok, như vậy là mình đã thực hiện cái lệnh rút cái này về cái sàn Binance nhé. Và cái việc rút này nó chỉ mất trong vòng có 5 phút đồng hồ thôi, rất là nhanh. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn lại cho mọi người cái cách rút tiền từ cái dự án Matrixport, một cái dự án khá là tiềm năng, một đi một ăn đôi nhá. Thì mọi người nếu ai chưa đăng ký mà xem được cái video này, hãy đăng ký ngay cho mình một tài khoản và tham gia vào việc kiếm tiền online rất đơn giản và cũng rất dễ làm. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người may mắn và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.